Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri cực chuẩn xác, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, biết được mệnh trời, gặp thời phất mạnh, giàu nứt đố đổ vách đúng sau thanh minh năm 2024. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, người tuổi Thìn là một trong những con giáp quan trọng trong chuỗi 12 con giáp. Họ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng và quyền lực. Họ sở hữu ý chí mạnh mẽ và lòng đấu tranh để đạt được mục tiêu. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024, những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 bước vào năm xung thái tuế sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhiều khó khăn và thử thách, chông gai. Bởi vậy mới có câu nói đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó mà tài lộc tiêu tán, sức khỏe cũng sa sút, ốm đau liên miên, tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi trong lời tiên tri mới nhất, thầy tử vi số 1 Phương Đông chỉ ra rằng, trong năm 2024, bản mệnh nhờ đức tính chăm chỉ, ăn ở hiền lành, không hổ thẹn với đời nên được bề trên nâng đỡ, quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn, hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình, đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Đặc biệt, từ sau thanh minh sẽ là thời vận sáng lóa của bản mệnh, vận may cực đỏ, tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, mọi sự đều thuận lợi đúng như mong muốn. Thế nhưng, để đạt được điều đó, thì con giáp này cần phải nắm chấp vận trình của mình và lưu ý 3 điều được thầy tử vi nhắc mệnh dưới đây. Vậy, vận trình tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, sau thanh minh sẽ xuất hiện biến động gì, cần lưu ý điều gì để đón phúc vào nhà, được cao nhân chỉ đường, gặp nhiều may mắn, hanh thông thuận lợi, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây. Và nếu quý cô bác thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0, để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Giáp Thìn. Cô bác hãy cùng lắng nghe vận trình của đời mình trong năm 2024 để tham khảo, chuẩn bị cho mình một tâm thế trong năm Giáp Thìn. Năm 1964 là năm Giáp Thìn, với can giáp thuộc mệnh mộc và chi thìn thuộc mệnh thổ, tuy nhiên mộc khắc thổ. Do cây cối cần hút nước và chất dinh dưỡng trong đất để phát triển, khiến cho đất bị cạn kiệt dưỡng chất. Do đó, người sinh năm 1964 tuổi Giáp Thìn có thể sẽ gặp nhiều trắc trở và thử thách trong cuộc sống. Nhưng nếu biết phấn đấu và không đầu hàng trước khó khăn, họ có thể tìm thấy thành công và hạnh phúc sau này. Con rồng là linh vật đại diện cho người sinh năm 1964, vì đó là năm của mệnh Giáp Thìn trong định luật ngũ hành của phong thủy Trung Quốc. Rồng được xem là biểu tượng của quyền lực, sự thông minh, sự cao cả và tinh thần phiêu lưu, đồng thời cũng tượng trưng cho sự trung thành và may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Giáp Thìn thường được xem là có tính cách quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, với quan điểm rằng việc kết bạn với người cùng tuổi hợp sẽ mang lại sự thành công và may mắn. Nhiều người quan tâm đến việc xác định tuổi hợp phong thủy với tuổi Giáp Thìn. Để giải đáp vấn đề này, các tuổi Dậu, Thân và Tý được xem là hợp phong thủy với tuổi Thìn. Trong đó, cặp hợp nhị Dậu và Thìn mang lại lợi ích và hỗ trợ mạnh mẽ cho nhau ở mọi mặt. Tương tự, Thân và Tý là hai tuổi cùng thuộc bộ tam hợp với Thìn, vì vậy khi kết hợp với nhau cũng sẽ mang lại sự hòa hợp và tiến bộ trong cuộc sống. Đối với nam mạng Giáp Thìn, sinh năm 1964, cung mệnh của họ là Ly thuộc hành hỏa. Những người này có tính cách độc lập, quyết đoán và không dễ bỏ cuộc. Họ cũng thích sự phiêu lưu và tìm kiếm những điều mới mẻ. Đối với nữ Giáp Thìn,
sinh năm 1964. Cung mệnh của họ là Càn thuộc hành Kim. Những người này có tính cách trung thành trong tình yêu, sống chuẩn mực, biết cách cư xử tế nhị, làm việc có trách nhiệm và cẩn trọng trong chi tiêu. Giáp Thìn 1964 kỵ tuổi nào? Nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 cần tránh các tuổi Kỷ Dậu, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Ất Mão, Tân Dậu, Đinh Dậu và Quý Mão. Nếu kết hợp với những người thuộc tuổi này, nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ gặp nhiều khó khăn và hạn chế những cơ hội, may mắn. Đối với nam mạng tuổi Giáp Thìn 1964, để mang lại nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống nên tránh các tuổi kỵ như Đinh Mùi, Ất Mão, Kỷ Dậu, Kỷ Mùi, Quý Mão, Tân Dậu và Đinh Dậu. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 hợp với màu sắc đặc trưng của hai mệnh hỏa và mộc. Màu đại diện cho hành hỏa bao gồm đỏ, cam, hồng và tím, trong khi màu đại diện cho hành mộc là xanh lục. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng màu sắc phù hợp cho mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như mục đích sử dụng, vị trí sử dụng và phong cách cá nhân. Nam nữ sinh năm 1964 thuộc mệnh hỏa, nạp âm phúc đăng hỏa, tức ngọn lửa đèn dầu. Giáp Thìn 1964 thường có tính cách năng động, nhiệt tình nhưng lại khá nóng nảy. Người sinh năm 1964 thuộc mệnh Giáp Thìn, vì mệnh Giáp thuộc hành mộc nên con số may mắn của người này cũng liên quan đến hành mộc, bao gồm số 3 và số 4. Ngoài ra, do mộc sinh hỏa nên số 9 cũng là một con số may mắn. Tính cách của nữ Giáp Thìn 1964. Điểm mạnh của người nữ tuổi thì là tính quyết đoán và sự độc lập trong suy nghĩ cũng như hành động. Họ không sợ đối mặt với những thử thách và luôn tìm cách vượt qua để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho họ có thể thiếu sự linh hoạt và đa dạng trong cách suy nghĩ và hành động. Những người nữ tuổi Thìn cũng có tính cách nhân hậu và thường sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ có tâm hồn nhạy cảm và biết lắng nghe, đồng thời luôn tôn trọng và chấp nhận quan điểm của người khác. Trong công việc, nữ mạng tuổi Thìn thường là những người tham vọng và có khả năng tự định hướng sự nghiệp của mình. Họ sẽ không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình và đưa ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho họ trở nên cứng nhắc và khó thích nghi với môi trường mới. Tóm lại, nữ mạng tuổi Thìn là những người có tinh thần độc lập, mạnh mẽ và tham vọng. Tuy nhiên, họ cũng có tính cách nhân hậu và tôn trọng quan điểm của người khác. Tính cách của nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964, điểm khác biệt của nam mạng tuổi Giáp Thìn so với nữ mạng là ở khía cạnh tình cảm. Nam mạng tuổi này có thể khá lãng mạn và sâu sắc trong tình yêu. Tuy nhiên, họ cũng có xu hướng áp đặt quan điểm của mình lên người khác và thường không chịu được sự phản đối hay bất đồng ý kiến. Ngoài ra, nam mạng tuổi Giáp Thìn cũng có khả năng đào sâu và nghiên cứu và khám phá các vấn đề mới mẻ. Theo dõi tử vi cho thấy, từ sau thanh minh của con giáp tuổi Giáp Thìn, tuổi Thìn đối mặt với cục diện bán cát bán hung, mặc dù có cát tinh trợ mệnh, nhưng cũng phải đối mặt với hung tinh rình rập. Điều này đòi hỏi những người thuộc tuổi này phải suy tính kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Từ sau thanh minh, cục diện tự hình tạo ra nhiều vận không cát lợi, công danh và sự nghiệp có thể gặp phải những khó khăn do tâm trạng không ổn định. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ từ nguyệt lệnh quan đới, mở ra cơ hội cho sự phát triển trong sự nghiệp, đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng này. Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên, vận khí vẫn chưa ổn định, việc giữ được tiền trong tay hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đôi khi, sự chủ quan quá mức có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, gây thiệt hại và lãng phí tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, không quá tốt cũng không quá xấu, tính bền vững của mối quan hệ phụ thuộc vào cách bạn đối xử và giao tiếp. Việc chia sẻ mọi điều với đối tác là quan trọng, không nên giấu giếm mọi thứ trong lòng vì điều này có thể tạo ra khoảng cách và nghi ngờ. Đối với những người độc thân, tránh phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của một người khác vì có thể dẫn đến thất vọng khi nhận ra những kỳ vọng không được đáp ứng. Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý bởi có thiên nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn, vậy làm sao để có điểm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. Cách để gặp nhiều may mắn, tài lộc từ sau thanh minh. Về tâm linh, đi lễ chùa cầu bình an, đây là một cách truyền thống để cầu mong sự may mắn bình an cho bản thân và gia đình, cúng dường. Làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp bạn tích thêm phúc đức, từ đó gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tâm an, hướng thiện, sống vui vẻ, lạc quan và luôn hướng đến những điều tốt đẹp sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực.
Về phong thủy, chọn ngày đẹp, giờ đẹp để làm việc quan trọng. Việc lựa chọn ngày giờ tốt sẽ giúp bạn đạt nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Đặt vật phẩm phong thủy. Một số vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, thiềm thừ, kim tiền được cho là có khả năng thu hút tài lộc, may mắn, giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, sẽ giúp bạn có tinh thần thoải mái, từ đó thu hút năng lượng tích cực. Về bản thân, cố gắng nỗ lực, làm việc chăm chỉ, may mắn chỉ đến khi bạn biết nỗ lực và cố gắng, giữ thái độ tích cực, luôn suy nghĩ lạc quan, vui vẻ, sẽ giúp bạn thu hút những điều tốt đẹp đến với mình, giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là một cách để bạn tích thêm phúc đức, từ đó gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một số mẹo sau đây để thu hút may mắn, tài lộc, mang theo mình những vật phẩm mang lại may mắn. Một số vật phẩm được cho là mang lại may mắn như đá phong thủy, vòng tay may mắn, bùa hộ mệnh, trồng cây phong thủy. Một số loại cây phong thủy được cho là có khả năng thu hút tài lộc, may mắn như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây phát tài. Mặc trang phục có màu sắc hợp với mệnh. Việc lựa chọn trang phục có màu sắc hợp với mệnh sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực, từ đó gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Người tuổi Thìn trong thời gian từ sau Thanh Minh cũng gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, dù là độc thân hay đã có gia đình, nếu vẫn giữ lập trường bảo thủ, tự cao tự đại, tự nhận mình là người xuất sắc nhất, thì niềm vui và hạnh phúc có lẽ sẽ khá xa xôi với họ. Đối với những người độc thân, cục diện tự hình khiến họ trở nên nóng nảy, không muốn sự can thiệp từ người khác vào cuộc sống cá nhân của mình. Do đó, dù có được giới thiệu với đối tượng phù hợp, họ thường tỏ ra cảm xúc mạnh mẽ, thiếu sự quan tâm. Thay vì thái độ nóng nảy có thể gây tổn thương cho người khác, người tuổi này nên thể hiện cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng và tế nhị hơn. Điều này giúp họ tránh được việc để lại ấn tượng tiêu cực, từ đó làm cho việc tìm kiếm mối quan hệ mới trở nên dễ dàng hơn trong tương lai. Đối với những người đã kết hôn, có lẽ do bận rộn với các hoạt động ngoại giao, bạn đã không còn dành thời gian để quan tâm đến đối phương. Kết quả là mối quan hệ giữa hai người đang dần trở nên lạnh lùng hơn và mỗi người đều chỉ quan tâm đến công việc của mình mà thôi. Đôi khi bạn cũng cảm thấy lo lắng về tình trạng này. Thay vì tiếp tục lờ đi mọi chuyện, bạn nên là người chủ động trong việc tái thiết mối quan hệ vợ chồng. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện cùng đối phương một cách chân thành và trung thực, đồng thời không quên thể hiện sự quan tâm và tình cảm của mình đối với người kia. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi từ sau Thanh Minh của con giáp tuổi Giáp Thìn, bản mệnh không nên nghĩ ngợi nhiều quá nếu không muốn có thêm tâm bệnh. Nếu có thể, hãy viết ra hết suy nghĩ của mình lên những trang giấy để đỡ phải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Sự xuất hiện của Thiên Nguyệt cho thấy người tuổi này thường xuyên trải qua tình trạng tinh thần bất an và lo lắng. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho cơ thể trở nên yếu nhược và dễ bị ốm đau. Ngoài ra, với sự xuất hiện của Thái Tuế, một hung tinh trong thời gian này, người tuổi này cần phải cẩn thận khi di chuyển. Dù là đi bất kỳ đâu và làm bất kỳ việc gì, an toàn luôn phải được ưu tiên hàng đầu, chắc chắn không được điều khiển phương tiện giao thông khi đang say rượu. Thời điểm hiện tại phù hợp cho các biện pháp thải độc tố ra khỏi cơ thể, do đó nên ưu tiên loại đồ ăn thức uống hỗ trợ cho quá trình này nhé. Về phương diện sự nghiệp, dự báo tử vi từ sau Thanh Minh của con giáp tuổi Giáp Thìn thấy rằng vận khí sẽ tăng mạnh trong thời gian này, giúp kế hoạch của bản mệnh diễn ra trôi chảy và thuận lợi hơn. Đồng thời, bạn cũng sẽ phải đối mặt với nhiều công việc hơn, nhưng cơ hội sẽ đến dồn dập, vì vậy hãy tận dụng chúng đúng lúc và đúng cách. Từ sau Thanh Minh, người tuổi Thìn được hưởng lợi từ cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, tạo ra một vận khí quý nhân vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự ủng hộ của những yếu tố này, bạn sẽ tỏ ra tự tin hơn, hành động độc lập tự chủ và sẵn sàng nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc từ sau Thanh Minh sẽ tăng cao, bản mệnh tràn đầy hứng khởi và công việc sẽ tiến triển suôn sẻ hơn. Đặc biệt, chức vụ và danh tiếng của bạn sẽ ngày càng được củng cố vững chắc trong tập thể, con đường tiến lên trong sự nghiệp và công danh sẽ mở ra rộng lớn hơn. Đặc biệt đối với những người đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hoặc làm công chức nhà nước, thì thời gian này công việc sẽ trở nên nhàn hạ hơn và sẽ đem lại kết quả tốt, cơ hội để tiến thân đã đến. Vì vậy hãy thận trọng và thông minh trong cách ứng xử, biến những điều không thể thành có thể. Với sự thông minh và sự lanh lợi của bạn, chắc chắn bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Một khi đã quyết tâm, bạn sẽ cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu. Đối với những ai đang có ý định khởi nghiệp, thành lập công ty hoặc khai trương cửa hàng, thì thời gian này là thời điểm lý tưởng.
Hãy tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh thắng nhanh và bạn sẽ dễ dàng khẳng định quyền uy và nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng không nên tự mãn khi đạt được thành công hay thái độ kiêu ngạo vì điều đó có thể khiến vận may đột ngột thay đổi hướng. Trong quá trình làm việc, dù gặp phải khó khăn bất kỳ, việc quan trọng là phải điều khiển tinh thần bằng sự từ tốn và bình tĩnh để tìm ra giải pháp. Đồng thời sự khiêm nhường và không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm là điều quan trọng để bạn không bị tụt hậu so với những thế hệ trẻ hơn. Trong mọi việc làm, việc lên kế hoạch cụ thể là yếu tố quyết định giúp bạn đạt được thành công. Vì vậy, hãy dành một ít thời gian để lập kế hoạch rõ ràng. Tổ chức lịch trình hợp lý, điều này giúp tinh thần của bạn được thư thái và đồng thời tạo điều kiện cho bạn đạt được hiệu quả cao. Về phương diện tài lộc, mặc dù không có những thành tựu nổi bật, nhưng việc duy trì tình trạng tiền bạc ổn định là một dấu hiệu tích cực, đồng thời cũng cần nhớ không nên hấp tấp chi tiêu mà gây mất mát tài chính. Từ sau Thanh Minh, nguồn thu nhập chính của bạn chủ yếu đến từ công việc hàng ngày, mọi chi phí sinh hoạt trong cuộc sống chủ yếu phải dựa vào nguồn thu này. Mặc dù có thể có nhiều chi phí phát sinh, thậm chí là những chi tiêu nhỏ nhặt, nhưng khi tích tụ lại cũng có thể trở thành số tiền đáng kể. Vì vậy, tuổi này cần phải cân nhắc giữa thu nhập và chi phí để tránh tình trạng tiêu tiền quá đà, thứ tài hầu như không mang lại thu nhập gì, thậm chí có thể khiến bạn gặp thua lỗ. Đặc biệt là khi đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm hoặc biến động lớn như thị trường chứng khoán, bất động sản, tốt nhất là bạn nên tập trung vào công việc, tránh đắm chìm trong việc so sánh và lo lắng về những điều không liên quan. Việc này sẽ giúp bạn tránh khỏi việc lãng phí thời gian và năng lượng vào những điều không mang lại lợi ích thực sự. Theo lời khuyên từ Phi Tinh Tháng, bạn cũng nên chú ý dọn dẹp góc Tây Nam trong nhà, góc này được coi là nơi tài khí tích tụ từ sau Thanh Minh. Vì vậy nếu để nơi này trở nên lộn xộn, bẩn thỉu, sẽ khiến cho tài khí trong nhà tiêu tan và tiền bạc cũng có thể trở nên không ổn định. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt một vài đồng xu hoặc thậm chí là một tượng cóc ba chân ở phía Tây Nam để thu hút tài lộc vào nhà. Điều này giúp thúc đẩy công việc thuận lợi hơn, làm cho tiền bạc dồi dào hơn và tạo ra một không gian sinh hoạt tích cực và giàu có hơn. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là đầu, dài, chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt.
ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt: ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày: đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt: ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày: sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm xanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu. Đêm khuya, trong một ngôi chùa, có một người quỳ dưới chân Đức Phật nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu. Người: thưa Đức Phật Thánh Minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào. Đức Phật: con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con không? Người: thưa vâng. Đức Phật: con ly hôn, sau đó lấy cô ấy. Người: nhưng vợ con hiện nay dịu dàng, lương thiện, thảo hiền, con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Đức Phật? Đức Phật:
trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức. Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa, con làm như thế là đúng. Người, nhưng vợ con vẫn rất yêu con, quả thật yêu con lắm, thưa Đức Phật. Đức Phật, vậy thì vợ con hạnh phúc. Người, sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật. Đức Phật, trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con, bởi vì con đã yêu người khác. Chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con. Người, nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mãi là người đau khổ. Đức Phật, con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác. Bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới là người hạnh phúc, con mới là người đau khổ. Người, vợ con đã từng nói kiếp này chỉ yêu mình con thôi, cô ấy sẽ không yêu ai khác. Đức Phật, con cũng đã từng nói thế phải không, người con. Đức Phật, bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất. Người, quả thật con không biết, hình như đều sáng giống nhau. Đức Phật, ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu, đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là 10 triệu, 100 triệu, ngay đến một trong ba ngọn nến. Ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con. Người, con. Đức Phật, bây giờ con cầm một cây nến đặt trước mắt để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất. Người, đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất. Đức Phật, bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ, lại xem ngọn nào sáng nhất. Người, quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất. Đức Phật, thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim. Khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất. Khi con để nó vô chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng. Người, con hiểu rồi, không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn vội vã. Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo, Đức Phật nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi. Người, bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay, thưa Đức Phật. Đức Phật, A-di-đà Phật. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Giáp Thìn. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.